lòng thành kính, người theo đàm mây hương. Phương phong khâm bời phương cúng dường ngôi tam bảo, nguyện trọn đời giữ đạo theo tự tánh, làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật tự gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố trí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê trọng vây về bờ giác. Nam mô hướng cung dường Bồ Tát, Nam mô hướng cung dường Bồ Tát, Nam mô hướng cung dường Bồ Tát Ma Tát. Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, ơi thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài quý tròn một niệm, dân sanh nghiệm kỳ sơn dương cùng mà tan thản, ân kiến không cùng thần. Phật chúng sanh tánh thương lậu lặng, đạo cấm thông không thể nghĩ bàn. Lưỡi đế châu vi đạo tràng, mười phương Phật bao hào quang sáng ngời. Trước bảo toàn thân con ảnh hiện, cuối đầu xin thề nguyện quý ơi. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tăng hư không biên pháp giới quá hiện, vị lai thầm phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thượng chủ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Đều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạng sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phó Diện Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Thank you.
lễ hướng xa nhiệm pháp giới mong huân chư Phật hai hồi thần diêu văn kiết tường vân thành ấy phương ân chư Phật hiện toàn thân. Nam mô Hương Văn Cai Bồ Tát. Nam mô Hương Văn Cai Bồ Tát. Nam mô Hương Văn Cai Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiện thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam mô A Rì Gia Bà Lô Yên Đê Thức Bát Ra Gia Bồ Đề Tăng Độ Bà Gia Ma Ha Tăng Độ Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ga Dạ Tăng Bàn Ra Phạm Dễ Số Đăng Na Đăng Thọ. Nam mô Tăng Kiến Luận Độ Y Mông A Rì Gia Bà Lô Y Đế Thân Phật Ra Lăng Đa Bà. Nam mô Na Ra Cấn Chì Hề Rì Mang A Bàn Đa Sam Bế Tát Bàn A Ta Đậu Du Bằng A Thề Dân Tát Bà Tát Đa Nam A Bà Già Ma Phạn Đàn Đầu Đáng Điền Tha. Bàn A Bà Lô Y Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hề Rì Ma A Bồ Đề Tát Đo Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hề Ma Hê Rì Đà Dân Cô Lô Cô Lô Kiếp Mông Đô Lô Đô Lô Và Xà Gia Đê Ma Và Xà Gia Đê Ra Ra Đà Ra Đi Rì Ni Thất Phật Ra Gia Gia Ra Gia Ra Ma Ma Phạc Ma Ra Mục Đế Lệ Y Hê Y Hê Thất Na Thất Na A Ra Xâm Phật Ra Xá Lệ Phạc Xa Phạc Xâm Phật Ra Xá Gia Hô Lô Hô Rô Ma Ra Hô Lô Hô Lô Hê Rì Ra ta ra tăng rì tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ di đê rì dạ na ra cẩn chỉ đề rì sang ni na ba dạ ma na ta ba tăng đà dạ ta ba ma tăng đà dạ ta ba tăng đà vô nghệ thắng bàn ra dạ ta ba na ra cẩn chỉ ta ba ma ra na ra ta ba tấn ra tấn nga mục khê giam ta bà ha ta bà ma ha nga tấn đà dạ ta bà ha dạ kiệt ra tấn đà dạ ta bà ha ba đà ma kiê to đà dạ ta bà ha na ra cẩn chỉ bàn đà ra dạ ta bà ha ma ba rì thần yến ra dạ ta bà ha nam mô an ra đắng na đà ra dạ dạ nam mô a rì gia bà lô yê đê thương a bà ra dạ ta bà an tấn điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà an an tấn điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà an an tấn điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà Nam mô Thập Phương Thượng Chủ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thượng Chủ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thượng Chủ Tam Bảo. Kính lạy Đức Thế Tôn, quy mạng mười phương Phật. Nay con phát đại nguyện trì tụng kinh Di Đà. Trên đền bốn ân nặng duy cô khổ tam độ, những người thấy nghe được đều phát tâm Bồ Đề. Thực hành hành trí tuệ tâm hợp
hợp mọi phước đức báo thân này kết thúc cùng sanh cõi cực lạc. A mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khê thổ Tây Phương An Lạc Quốc, tiếp dần chúng sanh đại đạo sư. Ngã kim phát nguyện, nguyện vạn sanh, dĩ nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Tát. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Này con nghe thấy chuyên trì tùng, nguyện tỏ Như Lai nghĩ nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật nói kinh A Di Đà, tôi nghe như vậy. Một thuở nọ Đức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ cấp cô độc nước Xá Vệ cùng với 1.250 vị đại tỳ kheo câu hỏi điều là Bậc A La Hán. Mọi người đều quen biết như là Thường là Xá Lợi Phật Đại Môn Kiền Liên Đại Ca Nhiếp Ma Ha Ca Chiến Duyên Ma Ha Cầu Hy La Ly Bà Đà Châu Lợi Bàn Đà Già Nang Đà Nang Đà La Hậu La Kiều A Ba Đề Tân Đầu Lữ Phá La Đọa Ca Lô Đà Di Ma Kiếp Tân Na Ba Câu La A Nậu Lâu Đang Những Vị Đại Đệ Tử Như Thế Và Hàng Đại Bồ Tát. Rồi Phật Tử A Dậu Đa Bồ Tát Càn Đạt A Đề Bồ Tát Thường Tinh Tân Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát Như Thế và với vô lượng chư thiên như ông thính đều hoạn nhượng vân vân đại chúng cùng đến dự hồi bây giờ. Đức Phật báo ngài Trường Lao Xá Lợi Phất rằng từ đại qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật có thế giới tên là Cực Lạc. Trong thế giới đó có Đức Phật hiểu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp. Xá Lợi Phất cõi đó vì sao tên là Cực Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chi hưởng, những điều vui nên nương đó tên là Cực Lạc. Xá Lợi Phất lại trong cõi Cực Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mạnh lưới, bảy tầng hàng cây điều bằng bốn chặt báo bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc. Xá Lợi Phất lại cho cõi Cực Lạc có ao bàn bày chẳng báo trong ao đầy dày được đồ tam công đức đầy ao thuận dùng các vàng chảy làm đất vàng bạc lưu ly pha lê hiện thành những thềm đường ở bốn bên ao trên thềm đường có lộ ra ngô nương xứng bằng vàng bạc lưu ly pha lê xa cờ xích châu mã não trong ngao có hoa sen lớn như bánh sen hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh sắc vàng thời ánh sáng vàng sáng đỏ thời ánh sáng đỏ sáng trắng thời ánh sáng trắng màu nhiệm thơm tho trong sạch xa lời Phật coi nữa cơn lặng thành tựu công đức trải nghiệm dường ấy xa lời Phật lại trong cõi nước của Đức Phật đó thường chói nhạc trời đất bằng vàng rồng ngày đêm sáu thời rưới hoa trời mạng đà lam dùng dành trong gọi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đẩy hoa đường những hoa tổ đêm cũng dường mười muôn ưng đứng vật ở phương khác đến giờ ăn liền trở về bồn quẩn ăn cơm xong đi kinh hành xa lời
Phật cõi nước Cực Lạc thân tựu công đức trang nghiêm dưỡng ấy lại nửa xa lời Phật cõi đó thường có những giống chim màu sắc xinh đẹp lạ thường nào chim bạch hạc cầm tước ăn vào xá lời ca lăng tầng già còn mang những giống chim đó ngày đêm sau thời kiếu thiên hòa nhà tiếng chim đó diện đôi nhận hóa như ngũ tăng ngũ lực thắng bồ đề phật ba thanh thảo vân 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 chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thấy đều niệm phật niệm pháp niệm tăng xa lời phật âm chớ cho rằng những giống chim đó thiệt là do tôi báo sanh ra vì sao vì cõi của đức phật đó không có ba đường dự xa lời phật cõi của đức phật đó tên đường dự còn không có uống gì lại có sự thần những giống chim đó là do đức phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được thiên lưu mà biến hóa làm ra đấy thôi xa lời phật trăm còi nương của đức phật đó gió nhẹ thổi đồng các hàng cây báo và đồng mình lưới báo làm vang ra tiếng viên diệu thế như trăm nghìn thứ nhạc đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên điều sanh lòng niệm phật niệm pháp niệm tăng xa lời phật coi nữa của đức phật đó thành tựu công đức trang nghiêm vừa ngày xá lời phật nơi ấy ông nghĩ sao đức phật đó vì sao hiểu là A Di Đà xa lời phật đức phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi xuất các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là A Di Đà xa lời phật đức phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên tăng kỳ kiếm nên hiểu là A Di Đà xa lời phật đức phật A Di Đà thành phật nhau lại đến nay đã được mười kiếp xa lời phật lại đức phật đó có vô lượng vô biên thanh văn đệ tử điều là bọn A La Hán chẳng phải tính đếm mà có thể biết được hàng bồ tát chung cũng đông như thế xa lời phật coi nữa của đức phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy xa lời phật lại trong cõi cực lạc những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bậc bâng thôi chuyển trong đó có rất nhiều vì bậc nhất sanh bồ sư số đó rất đông chẳng phải tính đếm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên nghe tăng kỳ để nói thôi xa lời phật chúng sanh nào nghe những điều chân đây nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó vì sao vì đàn cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi một chỗ xa lời phật chẳng có thể dùng chung nên thiện các phật đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó xa lời phật nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe nói đức phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu của đức phật đó hoặc trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày một lòng không tạp loạn đời người đó đã luôn lắm chung đức phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiện thân trước người đó lùng chết tâm thần không điên đảo liền được vãng sanh về cõi nước cực lạc của đức phật A Di Đà xa lợi phong lời ích ấy nên nói những lời như thế nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cực lạc và lời phật như ta hôm nay gửi khen công đức lời ích chẳng thể nghĩ bàn của đức phật A Di Đà phương đông còn có đức A Xuất về phật Thù Di tướng phật đại Thù Di phật Thù Di quang phật diệu âm phật hằng hà xa xô những đức phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tướng rưỡi rầm dài trăm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh sừng tan bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư phật sở hồ niệm này và lời
Phật thế giới phương Nam Tô Đức Nhờ Nguyệt Đăng Phật Chánh Quang Quang Phật Đà Diện Kiên Phật Tu Di Đăng Phật Vô Lượng Thanh Tấn Phật Hằng Hà Xa Xô Những Đức Phật Như Thế Đều Tại Nước Mình Hiện Ra Tương Lưỡi Đông Dài Chùm Khâm Cõi Tam Thiên Đại Thiên Mà Nói Lời Thành Thật Rằng Chúng Sanh Các Người Phải Nên Tinh Kinh Sẵn Tan Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Tiết Chư Phật Sở Hồ Niệm Này Xa Lời Phật Thế Giới Phương Tây Có Đức Vô Lượng Thọ Phật Vô Lượng Tướng Phật Vô Lượng Tràng Phật Đại Quang Phật Đại Minh Phật Biểu Tướng Phật Tinh Quang Phật Hàng Hà Xa Xô Nhân Đức Phật Như Thế Đều Tại Nước Mình Hiện Ra Tương Lưỡi Rộng Dài Chùm Khâm Cõi Tam Thiên Đại Thiên Mà Nói Lời Thành Đạo Rằng Chúng Sanh Cả Người Phải Nên Tinh Kinh Sự Tạng Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhật Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này Xa Lời Phật Thế Giới Phương Bắc Cơ Đức Diệm Kiên Phật Tôi Thắng Âm Phật Năng Chớ Phật Nhật Sanh Phật Bóng Minh Phật Hằng Hà Xa Số Nhận Đức Phật Như Thế Điều Tại Nước Mình Hiện Ra Tương Rưới Rầm Dài Châm Cấp Cõi Tam Thiên Đại Thiên Mà Nói Lời Thành Thật Rằng Chúng Sanh Cả Người Phải Nên Tinh Kinh Sự Tạng Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhân Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này Xa Lời Phật Thế Giới Phương Duy Có Đức Sư Tử Phật Danh Quang Phật Danh Quang Phật Đạt Ma Phật Pháp Tràng Phật Chỉ Pháp Phật Hằng Hà Xa Xô Những Đức Phật Như Thế Điều Tại Nước Mình Hiện Ra Tương Rưới Rồng Dài Châm Khắp Cõi Tam Thiên Đại Thiên Mà Nói Lời Thành Thật Rằng Chúng Sanh Các Người Phải Nên Tinh Kinh Sự Tan Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hồ Niệm Này Tờ Lời Phật Thế Giới Vương Trên Cờ Đức Phạm Âm Phật Tu Vương Phật Hương Thượng Phật Hướng Quang Phật Đà Diệm Kiên Phật Tạp Sắc Bửu Hoa Nghiệm Thân Phật Ta La Thọ Vương Phật Bửu Hoa Đức Phật Kiên Nhật Thiên Nghĩa Phật Như Tu Di Sơn Phật Hằng Hà Xa Xô Nhận Đức Phật Như Thế Điều Tại Nước Mình Hiện Ra Tương Rưới Rồng Dài Châm Khắp Cõi Tam Thiên Đại Thiên Mà Nói Lời Thành Thật Rằng Chúng Sanh Các Người Phải Nên Tinh Kinh Sự Tăng Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hồ Niệm Này Ta Lời Phật Nơi Của Ông Thì Thế Nào Vì Sao Tên Là Kinh Nhật Thiết Chư Phật Sở Hồ Niệm Xa Lời Phật Vì Nếu Có Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhân Nào Nghe Kinh Này Mà Thó Chỉ Đó Và Nghe Danh Hiệu Của Đức Phật Thời Nhân Thiện Nam Tử Cùng Thiện Nữ Nhân Ấy Đều Đưa Tất Cả Các Đức Phật Hộ Niệm Đều Đường Không Thối Chuyển Nơi Đạo Vô Thường Chanh Đằng Chanh Giác Xa Lời Phật Cho Nên Các Ông Đều Phải Tin Nhận Lời Của Ta Và Của Các Đức Phật Nói Và Lời Phật Nếu Có Người Đã Phát Nguyện Hiện Nay Phát Nguyện Sẽ Phát Nguyện Muốn Sanh Về Cõi Nước Của Đức Phật A Di Đà Thời Những Người Ấy Đều Đặng Không Thối Chuyển Nơi Đạo Vô Thường Chanh Đằng Chanh Giác Nơi Cõi Nước Kia Hoặc đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời Phật trở nên các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kim và lời Phật như ta hôm nay gửi khen còn đức chẳng thể nghĩ bàn của các đức Phật và các đức Phật đó cũng gửi khen còn đức chẳng thể nghĩ bàn của ta mà nói lời này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ấy làm được việc rất khó khăn ghi hầu Nam mô trược kiếm trược kiến trược phiền não trược chúng sanh trược màng trược chúng ma ngài chưa được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác ngài vì các chúng sanh nổi căn pháp mà tất cả thế gian có thế này xa lời phân phải biết rằng ta ở trong đời ác ngũ trược thật hành việc có này đăng thanh bậc vô thượng chánh giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này
này, đó là rất khó Đức Phật nói kinh này rồi. Ngài xa lời Phật cùng các vị tùy kéo tất cả trong đời trời người A Tu La vẫn vẫn nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhân đàn lễ mà lui ra Phật nói kinh A Di Đà. Mà Nga Bạc Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh quán từ tài Bồ Tát hành tâm Bạc Nhã Ba La Mật Đa thời chiêu kiến nguồn uẩn giai không đồ nhất tiếng khổ anh. Xa lời từ sáng bao dậy không không bao dậy sáng sáng thân thể không không thân thể sáng ta tướng hành tướng vừa phục như thế xa lời từ thì giữ pháp không tướng bất sanh bất diệt màu. Tình bất tăng bất giảm thì cố khâm chung vô sắc vô thọ tướng hành thức vô nhãn nhị tịnh thiện thẩm ý vô sắc thanh hương vị xuất pháp vô nhãn giới này chính vô ngay tất giới vô vô minh diệt vô vô minh tầng này chính vô lão tử diệt vô lão tử tầm vô tầm diệt đạo vô chi diệt vô đăng dễ vô sở đẳng cô bồ đề tạng đỏ ba nhã ba la mận đa vô tâm vô quái ngài vô quái ngài cô vô hầu cũng vô quyển lý điên đảo mộng tưởng cô canh niết bàn tam thế chư Phật ấy mang nhã ba la mật đa cô đắng a nộ đa la tam biểu tam bồ đề cô chi mang nhã ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhất thiên khổ chân thiệt bất ngư cô thiên bát nhã ba la mật đa chú tất thiên chú viên ya đa ya đa ma la ya đa ma la tăng ya đa bồ đề tăng ba la ya đa ya đa ma la ye đế ba la tăng ye đế bồ đề tam bà a ye đế đế ma la ye đế ma la tăng ye đế bồ đề tam bà a văn sanh viễn định chân ngôn nam mô an di đà bà dạ đa tha dạ đa dạ đa điện dạ tha am di trì đô bà tỳ am di trì đa tất nam bà tỳ am di trì đa tiền ca lanh đế an di trì đa tỳ ca lanh đa dạ di nỉ dạ dạ na chiến đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà dạ đa ta dạ đa dạ đa địa dạ ta a di đề đô bà thì a di đề đa tấn nam bà thì a di đề đa thì cả lăng đề a di đề đa thì cả lăng đa dạ di đề dạ dạ đa chỉ đa ca lê ta bà nam mô an di đà bà dạ đa ta dạ đa dạ đa điện dạ ta am di đề đô bà thì am di đề đa tấn nam bà thì a di đề đa thì cả lăng đề am di đề đa thì cả lăng đa dạ di đề dạ dạ na chí đa ca lệ ta bà Phật A Di Đà thân kim sắc tướng tốt quang minh tự trang nghiêm năm tô dây huyền chuyên bạch hào bốn biển lớn trong ngần mắt biết trong hào quang hóa vô số Phật vô số Bồ Tát hiện ở trong bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh trên phẩm sen vạn lên giải thoát quy mạng lễ Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành còn nay xin phát nguyện vàng sanh cuối sinh đức từ bi tiêm độ nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Quán Thế
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Quán Thế
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Quán Thế
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 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 Hãy hỏi hướng vãng sanh thế giới cần lan dung.
Chí tâm đảnh lễ